Hôm nay sẽ hướng dẫn một cái video thì ở đây là nó chính là cái video gấp phép trục, gấp trục của anh Sơn Hoàng thì chắc là các em cũng biết rồi, nhưng mà ở đây là anh hướng dẫn thêm về cái phần mà dùng Casio thôi. Còn em nào muốn xem hướng dẫn kỹ thì xem qua kênh của anh Sơn Hoàng. Còn đây anh chị thêm phần Casio cho nhanh hơn thì chắc là nó dễ hiểu hơn. Nếu mà em xem lần này phát này anh sẽ hướng dẫn cho chi tiết hơn. Còn phương pháp gấp trục muốn bài bản hơn thì qua kênh của anh Sơn Hoàng. Thì ở tiên đây là bài số 1 đã có tài liệu là lấy tài liệu của thầy Đức trong nhóm. Thì ở đây là các ta có câu số 1 cho hàm số fx có bảng biến thiên như sau: số nghiệm của đoạn từ trừ trừ pi đến 2 pi trên 2 của phương trình 2 sin x cộng 3 là. Thì ở bài này thì đầu tiên ta có là bấm, đầu tiên là mình sẽ bấm trước, mình bấm này, đầu tiên là mình sẽ đưa về chế độ radian. Thì ở máy 570 mình lên Vilacan thì cũng tương tự, cái chức năng table thì cũng tương tự. Đầu tiên là mình đưa về chế độ radian đã, sau đó mình vào table này, nhấn sin x bằng này, bằng này. Thì ở đây là chế đoạn từ trừ pi đến 2 pi thì mình nhấn là trừ pi này, 2 pi này đó. Xong mình nhấn bước nhảy là số đầu chiều dọc cuối chia cho 20, 25 hoặc 30 tùy. Nói chung là càng nhỏ thì nó càng chính xác hơn cái bước nhảy. Thì mình lấy là 2 pi trừ pi là tức là 3 pi, 3 pi nhé, 3 pi chia 30 nhé, 30 thì mình bật bảng giá trị thôi, bảng giá trị cho một bảng thì mới được 30, 3 pi chia 30 nó phải cho một bảng giá trị mới được. Thì ban đầu ta nhìn đầu tiên này, ta giá trị đầu tiên là từ 0 này, xong rồi đi xuống này, đi xuống đến trừ 1 này, từ 0 xuống trừ 1 thì ta có là đầu tiên là từ 0 xuống trừ 1, từ 0 này đi xuống trừ 1 này, tiếp xong lại đi lên này, lên đến 0 này, tiếp lên đến nữa, nó lên đến nữa, nó lên đến 1, nó lên lại 1 cơ, lên 1 cơ, xong nó lại đi xuống, xuống đến qua 0 rồi nha, xuống hạn trừ 1 cơ, tiếp từ trừ 1 nó đi lên này, đi lên đến 0 đó, từ trừ 1 đi lên 0. Đây nó chỉ là của cái tức là sin x này, tên mình đặt này là t đó, thì nó là tức là f của t nó chỉ bằng là chúng ta trừ 3/2. Đây là chỉ là của t nhá. Thì nó đi ban đầu nó đi từ 0 đến trừ 1, 0 đến 0 đến trừ 1 tức là ngược lại, tức là đây là ban đầu quay lại bảng biến thiên nó là trừ 1 này, xuống đến trừ 2 này, tiếp xong lại từ trừ 1 lên 1, trừ 1 lên 1, trừ 1 lên 1 đây, trừ 1 đây, trừ 1 đây, xong lại đến từ 0 đến 1 thì nó về xuống này trừ 1 đến trừ 2 này, tiếp đây là trên đến từ 1 đến trừ 1, từ 1 đến trừ 1 thôi, từ 1 đến trừ 1 thì mình ngược lại, tức là từ 1 đến 0 trước thì nó lên đến trừ 1 này, từ 0 về trừ 1 thì xuống trừ 2 này, tiếp từ trừ 1 đến 0, trừ 1 đến 0 là lên đến trừ 1 này đó. Xong bây giờ mình sẽ kẻ cái đường thẳng FT bằng trừ 3/2, FT bằng trừ 3/2 ra thì nó đây, cắt tại mấy nghiệm, 1 nghiệm này, 2 nghiệm này, 3 nghiệm này, 4 nghiệm này, 5 nghiệm này, 6 nghiệm này, đoạn B đơn giản. Không thể có cách nữa là em nào thông thạo đường tròn thì vẽ đường tròn ra xong rồi tìm ra điểm. Cái này cách ấy cũng nhanh, cũng khá nhanh, vẽ đường tròn xong rồi khá nhanh, cái này nhanh. F trừ 3 phần 2 cắt mà. Đấy, đây là bài thứ nhất rồi. Tiếp đến bài thứ hai. Bài thứ hai tương tự luôn, đúng hệt luôn. F của sin x bằng m, đúng hệt bài trên luôn.
Bây giờ người ta bảo là có đúng 4 nghiệm, cái nào đúng 4 nghiệm thì đây. Nên lấy luôn bài câu 1 nhá. 4 nghiệm thì chỉ có đây, đây chỉ có 4 nghiệm. Tại tại trừ 1 thì có 4 nghiệm. Vậy đáp án là đáp án B luôn.